như một cục chỉ vậy, mình chạy cỡ bao nhiêu cuồng mới hết cục này thôi? Ngàn cục không? 500 cuồng anh. À, 500 cuồng. Giờ khai chỉ vô cuốn tiếp luôn. Giờ đồng phóng xong rồi còn rơm lại, giờ chú mình cuốn rồi nè các bạn, cuốn rơm lại từng đống. Cái thùng này mình chở cỡ được 50 cục không anh? 40 cục. Vậy gom gọn là từng đống, xe công nông là chở. Chạy là không thích. Đầy cuồng máy xả rồi các bạn. Máy xả ra tại chỗ. Cũng đầy cuồng ngừng lại rồi nó xả ra gom luôn lên xe, chả gom rồi đóng các bạn, cũng tiện quá chứ. Giờ người nông dân có máy móc làm tiện nghi quá, xả ra.
chạy cục rơm nhả ra. Có những chiếc máy là tiện cho mình nông dân thật. Bắt đầu đầy, giờ mấy ảnh xả ra nè các bạn, đầy xe rồi giờ xả xuống, bên xả xuống, chút nữa xe công nông lại gom lên chở về. Đây là từ xa mấy công nông đang gom rồi. Đây. Đây rồi xả ra. Xe công nông đang gom rồi. Đây, mấy anh đang gom lên xe nè các bạn. Gom chắc lại rồi bỏ lên xe chở về. Giờ cuộn cuộn từng đống lên vậy, xe công nông lớn này ra anh chở lên cho nhiều. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn coi vui vẻ, thành công trong công việc.